Xin chào tất cả mọi người, thì mình tên là Phan Tiến Thành. Thì hiện tại mình đang là sinh viên của trường Đại học EDX khóa 1 lớp Happy. Thì tiếp tục cái chuỗi series trong cái bộ môn nghiên cứu về con người. Thì mình đã sẽ trao đổi với mọi người cho một trong 6 cái phương diện để có thể cấu tạo thành một cái bản thể hoàn hảo, cái hoàn chỉnh nhất của con người. Thì 6 phương diện của con người của chúng ta là gì? Thứ nhất là body, đó chính là cơ thể chúng ta. Thứ hai là yếu tố về cảm xúc, emotion. Thứ ba, đó chính là về mặt lý trí. Thứ tư là ý chí. Thứ năm là luân lý đạo đức. Và cuối cùng là mặt soul, là linh hồn, tâm hồn. Thì trong cái video này, mình sẽ trao đổi với mọi người về cái phương diện đó chính là về mặt tâm hồn, linh hồn. Thì ở đây, linh hồn của chúng ta đó chính là mọi người có thể hiểu rằng đó là một cái trạng thái mọi người thường nghĩ rằng đó là một cái gì đó ở trong cơ thể của chúng ta. Nó có thể quyết định chúng ta rằng đưa ra những quyết định, chúng ta có thể suy nghĩ, nó có thể tạo ra cảm xúc, hoặc là nó có thể đưa ra những cái suy nghĩ trong đầu chúng ta. Vậy thì linh hồn là gì? Thì linh hồn thì mình cũng đã tìm hiểu về những cái yếu tố về mặt linh hồn. Thì không có một cái lời giải thích nào nó cụ thể và nó hoàn hảo cho tất cả những cái câu hỏi. Và mỗi người sẽ có một cái định nghĩa linh hồn khác nhau. Ví dụ là những cái người về tu hành, những cái người mà về Phật Pháp thì họ sẽ có một cái định nghĩa riêng. Về bên Thiên Chúa Giáo thì họ cũng có một cái định nghĩa riêng về linh hồn. Hoặc là những người tu hành, cái người tu đạo thì họ cũng sẽ suy nghĩ rằng linh hồn là một cái vật thể gì đó, nó vô hình, nó không thể nhìn thấy được. Thì mỗi cái định nghĩa đó nó sẽ phù hợp cho từng cái đối tượng mà tìm hiểu và nghiên cứu về linh hồn. Vậy thì hôm nay dựa trên một cái quan điểm khách quan thì mình sẽ trao đổi và chia sẻ cái phần kiến thức về linh hồn là của mình đối cho mọi người có thể là cùng tìm hiểu và chia sẻ cái phần kiến thức. Thì về cái mặt linh hồn ở đây thì mình tìm hiểu rằng linh hồn được hiểu là một cái phần gì đó tinh anh nhất, cái tinh chỉnh, cái tinh thần của con người. Nó đối lập hoàn toàn với cái yếu tố là vật chất hữu hình, nghĩa là một cái đó chúng ta không thể cầm nắm được, chúng ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, và chúng ta cũng không thể nhìn thấy được bằng cách nào khác. Thì qua đó cái linh hồn con người nó là một cái nguyên lý, nó là phi vật chất được kết hợp cùng với cái thể xác của chúng ta để có thể tạo thành được một cái thực thể của con người, hoặc là một cái sinh vật hữu cơ hoàn chỉnh. Nghĩa là khi mà linh hồn chúng ta kết hợp với thể xác thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái vật thể hữu hình mà chúng ta có thể cầm nắm và nhìn thấy được. Thì linh hồn là một cái phần ở bên trong, sâu thẳm bên trong con người. Nó nhiều người có cho rằng đó là cái tâm thức của mỗi người chúng ta, và mọi người có hay nói đó là một cái tiếng gọi, cái tiếng nói của lương tâm. Thì đó là một cái định nghĩa nó vẫn khá là chung chung mà mọi người đưa ra. Bởi vậy cái yếu tố linh hồn này, cái linh hồn của chúng ta nó khi mà nó đã ở cái dạng đó chính là vô hình rồi, chúng ta không cầm nắm được, chúng ta không nhìn thấy được, thì nó sẽ khi mà chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Thì như mình đã nói trao đổi rằng những cái người tu hành, những người tu đạo thì họ có thể cảm nhận được rằng cái yếu tố linh hồn đó, hoặc là những người có một cái năng lực siêu nhiên ở đó thì họ có thể cảm thấy và nhận thấy được cái yếu tố về mặt linh hồn xung quanh chúng ta. Và rất nhiều những cái trường hợp như vậy rồi thì họ có thể là nhìn thấy được cái những cái linh hồn, và nhìn thì mình cũng không rõ được rằng đó là cái yếu tố có xác thực hay không, và cũng chả có một không có một cái lý do hoặc là một cái chứng minh nào để có thể thấy rằng được. Thứ nhất là linh hồn tồn tại, thứ hai đó chính là người ta có thể cảm nhận và nhìn thấy được linh hồn, thì đó đều chỉ là dựa trên những cái yếu tố khách quan. Và tiếp theo nữa đó chính là linh hồn. Thì trong cái quá trình mình học tập và được sự trao đổi của thầy thì thầy đã chia sẻ và trao đổi cái phần kiến thức và cái phần tìm hiểu của thầy. Thì linh hồn dưới cái định nghĩa của thầy đó chính là một cái dạng, ở cái dạng là một cái dạng năng lượng bao quanh cơ thể chúng ta. Và cái dạng năng lượng đó là gì? Đó chính là những cái hạt điện tích electron mang điện tích âm, thì nó bao quanh cơ thể của chúng ta. Thì đối với nam giới thì cái hạt mang điện tích dương sẽ nhiều hơn mà hạt mang điện tích âm. Và còn đối với nữ giới thì ngược lại, là điện tích âm electron sẽ nhiều hơn là những cái hạt điện tích dương. Và bởi vậy tùy theo cái cấu tạo cái bản thể của con người
thì chúng ta được bao bọc bởi một cái lớp hạt electron, và cái hạt electron này nó định hình và nó định hình theo cái khuôn cái bản thể của chúng ta, nghĩa là như mình đã trao đổi, nó sẽ bao bọc cái cơ thể của chúng ta. Và khi họ cảm nhận được rằng cái linh hồn đó chính là họ cảm nhận được cái những cái hạt mang điện này, và khi mà hai người có cái điện tích đối ngược nhau, có nhiều cái trường hợp là họ đứng gần nhau thì họ cảm thấy rằng có hơi tê tê một chút, thì đó là cái việc chúng ta trao đổi cái điện tích, hoặc là chúng ta bị xung đột những cái điện tích cơ thể chúng ta. Và cái yếu tố điện tích này, cái bản thể bao bọc quanh chúng ta này, thì nó cũng ảnh hưởng tới rất nhiều những yếu tố khác, ví dụ như là về mặt yếu tố cảm xúc chẳng hạn. Thì linh hồn đây định nghĩa dựa trên cái yếu tố khoa học, đó chính là những cái hạt điện tích dương, hạt điện tích âm và hạt electron. Thì sự trao đổi về các hạt điện tích này nó sẽ thay đổi trên chính cơ thể của chúng ta. Ví dụ là khi mà một người đàn ông nó thiếu thiếu đi những cái hạt electron sẽ gây ra những cảm xúc như thế nào, nó sẽ mất đi cái sự cân bằng của chúng ta và nó sẽ thay đổi theo cái chiều hướng của cảm xúc. Thì cái linh hồn, cái yếu tố về mặt cảm xúc nó dựa trên cái hạt E như vậy, thì mình cũng có thể là thấy nó hợp lý dựa trên cái nguyên tắc, cái yếu tố đó chính là các hạt electron bao quanh cơ thể chúng ta. Bởi vì mỗi cái cơ thể sống nào hoặc là mỗi cái sinh vật nào nó cũng sẽ có một cái nguồn năng lượng của chính cơ thể đó, và mình sẽ cảm thấy rằng cái yếu tố này đưa ra dựa trên cái hạt yếu tố là mang hạt electron nó sẽ hợp lý hơn là những cái yếu tố khác. Thì bởi vậy cái yếu tố mà mình đưa ra cho mọi người đó chính là linh hồn, đó chính là một cái dạng năng lượng được tạo thành bởi những cái cơ thể, những cái sinh vật sống của chúng ta, và cái năng lượng này nó dựa trên các cái hạt mang điện. Thì hạt mang điện chủ yếu mà chúng ta cấu tạo thành, thứ nhất là hạt electron mang điện tích âm và những cái hạt mang điện tích dương. Thì đó là cái phần mà về định nghĩa của linh hồn. Thì linh hồn được định nghĩa tùy theo những cái đối tượng khác nhau như mình đã trao đổi rồi, thì tùy theo những cái quan điểm cá nhân hoặc là những cái tôn giáo, thì họ tùy theo họ định họ đưa ra được những cái quan điểm của mình, và không có một cái định nghĩa khái quát, một cái định nghĩa nào cụ thể cho để có thể trả lời được cho tất cả những cái câu hỏi. Thì các vị tiền sư, những cái người nghiên cứu, những cái người tìm hiểu, họ cũng chưa đưa ra một cái khái niệm cụ thể nào trong về mặt linh hồn. Và đối với về mặt liên hệ bản thân, thì linh hồn là một cái trạng thái mà tinh thần, theo mình nghĩ là một trạng thái tinh thần, cảm xúc và trí tuệ của chúng ta. Và với bản thân mình thì linh hồn vẫn ở bên trong bản thân mình, mà việc khái quát này nó khá là chưa được rõ ràng đối với bản thân mình chưa khái quát được rõ ràng về bản thân mình, cái linh hồn bản thân mình nó như thế nào, nó một trạng thái như thế nào, và nó cấu tạo như thế nào và định nghĩa như thế nào. Thì trong cái phần này thì có lẽ là mình sẽ trao đổi và tìm hiểu thêm để có thể trao đổi với mọi người trong những cái video lần sau về cái mặt yếu tố linh hồn. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã nghe mình trao đổi về cái mặt là định nghĩa, những cái khái niệm về linh hồn. Thì tất cả cảm ơn tất cả mọi người và hẹn tất cả mọi người trong những cái video lần sau.